cùng đến với trận chung kết đôi nam lứa tuổi 31-40 giải cầu lông môn vô địch mở rộng lần thứ tư giải cầu lông hội làng thôn quanh mở rộng. Chúng ta là cặp đôi Oánh Lâm, đơn vị Bắc Ninh. Chúng sang màn hình cặp đôi Phương Hải, đến từ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Cầu không qua lưới, điểm số 2-0 cho Phương Hải. Đang nhìn thơ của đó là nghe thấy tiếng mà chả nhìn thấy người đâu. Từ ngoài đến giờ thì cặp đôi Phương Hải cảm giác giành và đánh rất hay. Thank you.
trong các vận động viên đánh cũng sơ xa thôi, nghĩa nhiều không còn nữa. Ba xét mà. Đánh 3 xét 21. Chung kết đánh 3 xét 21. Thắng ai xét là thôi luôn, không phải xét thứ ba nữa. Ai xét một thắng cả thôi, nhưng sao được đấy? Thôi. Ai xét mà thắng ai thì thắng gì? Cần thắng ba xét. Nhưng mà chơi thành rau nhiều hôm nay chắc không có xét thứ ba đâu. Đánh nó rằng co cơ, còn có xét thứ ba. Tay cứng hơn. Thôi nhìn cái tay cứng hơn. Đây, con sơn. Số 2.
đi. Thầy giáo của trường Trung học phổ thông Hà Nội, thầy Phương và thầy Hải. Bên kia là vận động viên từ Bắc Ninh, anh Cắn và anh Lâm, Nghiêm Đình Hoán.
Cương về điểm 64. Bắt đầu ăn cái quả nào, bắt đầu ăn luôn, 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 ăn luôn,
18, 11. Yeah. 19, 11. Điểm kết thúc trận đấu. Chúng ta chuẩn bị chờ các vận động viên ở nội dung đôi nam trẻ và xem thi đấu trận chung kết. Số 21, 11. Kết thúc. Kết thúc nha.